bà ngoại rạch cổ tay cho cháu gái uống máu của mình. Đây là nghi thức khai thông sức mạnh đặc biệt của dòng họ phù thủy. Mỗi phù thủy đều cần phải uống máu của người thân vào ngày sinh nhật 17 tuổi để thức tỉnh năng lực đặc biệt của phù thủy. Ngược lại, nếu không uống máu sẽ chết. Đến tối, năng lực của cô gái cũng xuất hiện. Bạn trai bên cạnh đột nhiên bị tiếng ngáy đánh thức. Mở mắt ra mới phát hiện bạn gái bên cạnh đã biến thành một ông chú béo ngậy. Lúc này bạn trai mới hiểu, khi anh không biết làm thế nào để thoát ra. Điện thoại bên cạnh reo lên đã đánh thức bạn gái. Cô cũng được mời tham gia một biệt đội chuyên săn lùng phù thủy máu. Bởi vì cô gái đã thức tỉnh khả năng biến hình. Nhưng trước khi tham gia nhiệm vụ, họ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Là một thành viên mới, cô luôn bị đồng đội chế giễu vì bắn trượt mục tiêu. Lúc đầu cô không quan tâm, nhưng sau khi về phòng thay đồ, đối phương vẫn nói không ngừng. Thậm chí còn nói cô và em trai đều là đồ bỏ đi. Lúc này cô cũng không chịu nổi nữa. Để trả thù đối phương, cô dùng khả năng biến hình thành đồng đội của mình và cởi khăn tắm để mọi người cùng xem. Đừng đùa nữa. Ồ, đừng xấu hổ vậy chứ. Tôi nghĩ trông cô khá tuyệt. Bạn trai cô hẳn vui mừng lắm đó. Sau đó, cô lại biến thành người bạn trai. Cuối cùng, cô thậm chí còn biến thành cha của đồng đội. Còn nói những lời châm biếm để chế giễu đối phương. Hóa ra cô gái có một người em trai cùng mẹ khác cha. Còn cha của em trai Nathan là phù thủy hắc ám nhất trong lịch sử. Ngay sau khi em trai ra đời, mẹ của họ đã qua đời. Vì vậy, hai đứa trẻ lớn lên dưới sự dưỡng dục của bà ngoại. Nhưng hội phù thủy đặc biệt quan tâm đến sự trưởng thành của Nathan, lo sợ anh sẽ thừa hưởng dòng máu hắc ám của cha mình. Vì vậy, họ rạch cánh tay của cậu bé mỗi tuần và ghi lại tốc độ vết thương lành lại. Sau đó hỏi anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của người khác hay không. Đây là những dấu hiệu cho thấy dòng máu phù thủy hắc ám đang thức tỉnh. Cũng may, dưới sự dạy dỗ của bà ngoại, Nathan có tính cách hiền lành và không có bất kỳ ý nghĩ gian ác nào. Nhưng cũng vì xuất thân của mình, khiến mọi người xung quanh xa lánh anh. Ngay cả chị gái của anh cũng vậy. Chị gái đổ lỗi cái chết của mẹ cho Nathan. Anh cũng lớn lên trong môi trường như vậy. Khi anh 16 tuổi, gặp được cô gái tên là Annalise. Chỉ vì hay nói chuyện với Annalise, nên đã bị anh họ của cô đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí còn sỉ nhục anh trước mặt mọi người. Mặc dù vậy, Nathan vẫn chọn cách nhẫn nhục. Bởi vì từ nhỏ bà ngoại đã dặn dò, không được phép có bất kỳ ý nghĩ bạo lực nào. Khi Nathan đang rời đi, đột nhiên phát hiện ra, Annalise thực sự là con gái của hội trưởng phù thủy Febon. Và đối phương nhìn anh với vẻ mặt đầy thù địch. Lúc này Nathan cũng hiểu ra tốt nhất nên tránh xa Annalise. Nhưng hôm sau ở trường, Annalise lại chủ động tìm đến Nathan. Và đây cũng là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với anh. Nên Nathan rất vui, nhưng điều không ngờ là buổi chiều, anh họ của Annalise lại đến gây rối. Đầu tiên, anh họ sỉ nhục Nathan, thậm chí còn lăng mạ người mẹ đã khuất của anh. Cuối cùng, anh không thể nhịn được nữa và bùng nổ. Hành động của anh nhanh chóng bị hội phù thủy biết và đưa anh đến trụ sở chính. Họ cảnh báo Nathan rằng anh đã có xu hướng bạo lực và việc kiểm soát anh từ nhỏ đến lớn là để ngăn anh trở thành một phù thủy hắc ám. Nhưng Nathan cũng rất không hài lòng. Chẳng lẽ bị người khác bắt nạt mà không được phản kháng sao? Vì vậy, họ chuẩn bị cho Nathan xem cha mình đã săn lùng hội phù thủy như nào. Ngay lập tức phát lại cảnh tượng trước khi nữ phù thủy bị sát hại. Nhưng vì họ đã niệm chú, nên chỉ nghe thấy âm thanh và những vật dụng lơ lửng trong không trung. Sau đó, cha Nathan biến thành sói cắn chết cô ta, còn lấy đi trái tim của cô ta. Nhờ đó có được phép thuật của đối phương. Sau đó, Nathan vô cùng sợ hãi, không biết phải đối mặt với những điều này thế nào. Hôm đó, Annalise đột nhiên hẹn anh ra ngoài và bày tỏ tình cảm của mình với anh. Khi hai người đang gần gũi, Nathan đột nhiên nghe thấy tiếng tim Annalise, khiến anh có chút không biết làm sao. Sau khi về nhà lại phải đối mặt với bài kiểm tra hàng tuần. Lần này, nữ giáo quan phát hiện cơ thể anh, khả năng tự lành rõ ràng đã tăng nhanh. Và trước câu hỏi của giáo quan, Nathan chọn cách nói dối. Nếu lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng tim tôi không? Không nghe thấy gì. Sau khi giáo quan đi, anh có chút thấp thỏm lo âu. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa sổ dọa anh giật mình. Quay đầu lại mới nhận ra là Annalise. Sau khi Nathan đuổi theo ra ngoài, đối phương nhanh chóng chạy vào khu rừng. Khi đuổi theo, chào đón anh là một cú đánh vào đầu. Lúc này, chị gái của Nathan từ bên cạnh bước ra. Hóa ra tất cả đều là do chị gái và anh họ Annalise sắp xếp trước. Sau khi đánh anh bất tỉnh, họ đưa anh đến một ngôi nhà bỏ hoang. Khi anh tỉnh dậy, anh họ Annalise không nói gì liền. Cắt một đường trên khuôn mặt anh. Nhìn tốc độ lành vết thương của anh nhanh như vậy, chị gái bảo anh ta cắt thêm một nhát. Lúc này, Nathan vùng dậy chống trả, nhưng lại vô tình va phải anh họ của Annalise. Con dao găm cũng vì vậy mà đâm vào bụng anh ta. Thấy anh nguy kịch đến tính mạng, anh họ liền bỏ chạy. Lúc này, Nathan cầu xin chị gái cứu mình, nhưng chị gái lại không quan tâm, bỏ mặc anh ở đây tự sinh tự diệt. Cho đến nửa đêm khi bà ngoại phát hiện ra, anh đã thoi thóp. Bà ngoại cho anh uống thuốc, rồi sử dụng phép thuật để cứu anh. Nhờ vậy mà anh giữ được mạng sống. Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy sau hôn mê. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Nathan tức giận đến trường.
trực tiếp bước tới đánh anh họ ngã xuống đất, chỉ dùng nắm đấm để đánh đối phương đến bầm dập. Sau khi nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn, Nathan trở về nhà nhờ bà ngoại giúp đỡ. Anh vô cùng sợ mình sẽ trở thành phù thủy hắc ám như họ nói. Nhưng bà ngoại tin dù anh là phù thủy máu hay phe bon cũng được, anh vẫn sẽ là một đứa trẻ tốt. Tuy nhiên, bà ngoại cũng hiểu chỉ dựa vào bản thân, chắc chắn sẽ không thể bảo vệ Nathan, chỉ đành tìm những phù thủy khác giúp đỡ. Bà ngoại lấy ra một mảnh giấy ghi chú có lời nguyền và bảo Nathan đọc to lên. Còn bản thân bà bắt đầu pha chế ma dược. Sau khi bà ấy hít ma dược vào, biểu cảm của bà đột nhiên thay đổi. Hóa ra đã triệu hồi một vị phù thủy mạnh mẽ nhập vào cơ thể mình. Và vị nữ phù thủy này cũng nhanh chóng hiểu ra mục đích họ triệu tập. Vì vậy, bà lấy ra một con dao găm, khắc một ký hiệu lên tay Nathan và nói khi anh lâm vào đường cùng chỉ cần gọi to tên nó. Sau đó, nữ phù thủy rời khỏi cơ thể bà ngoại. Ngay lúc này, người của hội phe bon cũng đến nhà anh. Theo luật pháp địa phương, Nathan đáng bị xử tử. Nhưng một nữ phù thủy sở hữu khả năng tiên tri đã để lại một lời tiên tri trước khi qua đời. Lời tiên tri viết rằng con cháu của họ sẽ giết chết được sói. Vì vậy, Nathan trở thành nhân vật chủ chốt để tiêu diệt cha mình. Họ áp giải Nathan lên xe, chuẩn bị đưa đến căn cứ bí mật huấn luyện. Nhưng đội đặc nhiệm hộ tống anh đều căm ghét thân phận phù thủy hắc ám. Vì vậy, trên đường đi, họ đã đánh anh một trận tơi bời. Và người chị cùng mẹ khác cha với anh, nhìn anh bị đánh nhưng không hề có ý định giúp đỡ, thậm chí còn nở một nụ cười bí ẩn. Cũng may, Nathan sở hữu dòng máu mạnh mẽ, vết thương của anh liền lại ngay sau đó. Khi đến căn cứ bí mật, nữ giáo quan chỉ cho anh ở trong chuồng chó. Mỗi ngày, ngoài bị đánh đập, anh chỉ được chạy bộ. Dưới sự huấn luyện của giáo quan, Nathan dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng anh thường nhớ về những ngày tháng bên Annalise. Anna nhanh chóng nghênh đón tuổi 17 tuổi. Cha cô đã tổ chức một nghi lễ khai sáng long trọng cho cô, còn yêu cầu cô uống máu của chính mình. Chỉ cần đợi một đêm, cô sẽ có thể thức tỉnh năng lực phù thủy. Cha cô có khả năng điều khiển thực vật, mẹ cô có khả năng điều khiển nước. Cô rất mong chờ bản thân sẽ thức tỉnh năng lực gì, nhưng không bao giờ ngờ được. Sức mạnh mà cô thức tỉnh sẽ vượt xa trí tưởng tượng. Hôm sau tỉnh dậy, Annalise hướng về chậu hoa để sử dụng phép thuật. Nhưng cô đã thử nhiều lần mà không có gì xảy ra, khiến cô rất thất vọng. Nhưng ngay lúc đó, chuột bạch mà cô nuôi đột nhiên bỏ đến bên tay cô, cắn vào ngón tay cô. Ngay giây sau, chuột bạch tan nát thành từng mảnh. Lúc này cô mới nhận ra mình đã thức tỉnh, một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sau đó, cô lại lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, muốn thử lại lần nữa. Dù cô tập trung hết sức, chiếc đồng hồ trong tay vẫn nguyên vẹn. Cô cho rằng phép thuật của mình chỉ có hiệu quả với sinh vật. Nhưng khi đến tối, khi đi ngủ, cô mơ một giấc mơ kinh hoàng. Khi cô tỉnh dậy, bỗng phát hiện chiếc đồng hồ trước đó đã vỡ tan tành. Điều này khiến Annalise cảm thấy bất an, muốn kể chuyện này cho cha nghe. Nhưng khi đến phòng sách, cô không thấy bóng cha đâu. Lúc này, cô nhìn thấy một cuốn sách phép thuật trên bàn. Vì vậy, cô tò mò mở ra đọc. Cô thấy một loại phép thuật phân rã gọi là thuật hủy hoại. Có thể phá hủy bất cứ thứ gì trong nháy mắt, nhưng loại phép thuật này rất khó để nắm bắt. Cũng lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra một bức chân dung của mình dưới sách. Cô nhận ra ngay là do Nathan vẽ. Lúc này cô cũng hiểu ra sự mất tích của Nathan gần đây, nhất định có liên quan đến cha cô. Hóa ra cha cô, Sol, nhiều năm trước đã tham gia vào chiến dịch săn lùng cha của Nathan. Và bây giờ Marcus đã bắt đầu trả thù họ. Từ 12 người ban đầu, giờ chỉ còn lại 2 người. Mặc dù lời tiên tri nói rằng Nathan là chìa khóa để giết cha anh, nhưng ông cũng lo mình có thể không sống được đến lúc đó. Vì vậy, ông nghĩ đến việc dùng phép thuật cấm kỵ cổ xưa. Và để thực hiện phép thuật này vô cùng tàn nhẫn, cần có máu tim của người thân của kẻ niệm chú và người bị nguyền rủa. Nhưng ông không hề do dự, nhẫn tâm giết hại anh trai ruột của mình, rồi lấy đi máu tim của ông ấy. Sau đó, ông đến nhà bà ngoại của Nathan và giết bà ấy theo cách tương tự, để che đậy tội ác giết người của mình. Ông vẽ một cây thánh giá bằng máu trên tường, muốn đổ lỗi cho Marcus, cha của Nathan. Ngày hôm sau, ông đến căn cứ bí mật huấn luyện Nathan, còn nói kế hoạch của họ đã thay đổi cần đưa Nathan đi. Nhưng khi biết tin bà ngoại qua đời, Nathan rất kích động, không muốn đi cùng họ. Đã dùng tay không đánh ngã những tên bảo vệ trước mặt, nhưng dù sao anh vẫn chưa thức tỉnh phép thuật. Cuối cùng vẫn bị đối phương dùng phép thuật đánh gục. Khi tỉnh dậy, anh đã bị đưa đến trụ sở của Hiệp hội Phe Bon. Sol trói anh lại và lấy ra máu đã chuẩn bị sẵn, lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, còn khắc những ký hiệu kỳ lạ lên người Nathan. Phép thuật đã hoàn thành một nửa. Sau đó, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi để hoàn thành nghi thức là được. Nói xong, Sol rời khỏi phòng. Cũng may, Nathan đã có sự chuẩn bị, đã giấu một chiếc kẹp tóc trước đó, dùng nó để mở khóa tay. Nhưng ngay khi anh bước ra khỏi phòng, bị một nhân viên bảo vệ phát hiện. Bảo vệ vệ thấy anh muốn chạy trốn liền rút súng ra định bắn. Cũng chính lúc này, cơ thể của bảo vệ đột nhiên bắt đầu phân rã, sau đó bỗng nhiên nổ tung rồi chết. Hóa ra Annalise đến trụ sở để tìm Nathan, đúng lúc nhìn thấy anh gặp nguy hiểm, vô thức sử dụng năng lực của mình. Hai người chưa kịp hoàn hồn thì chị gái Nathan đột nhiên xuất hiện, nên hai người liều mạng chạy trốn.
cuối cùng cũng cắt đuôi được chị gái ở một ngã tư. Hai người tìm một nhà hàng để ngồi xuống. Sau khi bình tĩnh lại, Annalise vô cùng sợ hãi vì bản thân vừa giết người. Lúc này Nathan muốn an ủi nhưng cô lại né tránh. Cô sợ mình sẽ làm hại anh. Cuối cùng, Nathan vẫn tiến đến nắm lấy tay cô. Nói đây không phải là lỗi của cô. Chỉ là cô chưa thể kiểm soát được sức mạnh. Nhưng nguy cơ của Nathan vẫn chưa được giải quyết. Các pháp sư Febon chắc chắn sẽ đến bắt anh. Và chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 17 của Nathan. Nếu không uống được máu của người thân, anh sẽ chết. Nhưng bà ngoại anh đã qua đời. Còn chị gái anh chắc chắn còn lâu mới cho máu. Lúc này, Nathan nhớ đến lời nữ phù thủy đã khắc dấu ấn lên tay anh. Và tiếp theo, chỉ cần hô cầu cứu. Dấu ấn này sẽ dẫn anh đến với nữ phù thủy. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Nếu cứ định ngồi đó la hét như lũ ngốc, thì phắn ra ngoài đi. Ngay lúc này, dấu ấn trên tay Nathan đột nhiên thay đổi. Dựa theo mũi tên trên đó, họ đến trước một bức tường. Sau đó, anh nhẹ nhàng gõ 3 lần. Bức tường bất ngờ bong chóc, một cánh cửa xuất hiện trước mặt họ. Khi hai người bước vào phòng, bên trong có một người đàn ông tóc trắng tên là Gabriel. Khi anh nhìn thấy dấu ấn trên tay Nathan, nói rằng mình đã luôn chờ đợi anh. Hóa ra Gabriel làm việc cho sứ giả hắc ám Mercury. Còn Mercury sở hữu mẫu máu của mọi gia tộc phù thủy, nên chỉ có bà ấy mới có thể giúp Nathan. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Rõ ràng là quân truy đuổi đã đến đây. Quá trình huấn luyện của Nathan cũng rất hiệu quả. Chỉ vài đòn đã hạ gục được đám truy đuổi này. Nhưng nơi này không còn an toàn nữa. Lúc này, Gabriel lấy ra 2 viên ma thuật. Họ có thể dùng nó để trốn thoát qua cửa sổ. Nhưng anh không biết trước về sự xuất hiện của Annalise. Nếu yêu cầu hai người chọn một người ở lại. Nhưng Nathan không đồng ý, nói nếu đi thì phải đi cùng nhau. Nói xong, anh bảo Annalise nuốt viên ngọc ma thuật. Lúc này, một đám truy đuổi khác cũng đến đây. Bất đắc dĩ, Gabriel đành kéo Nathan nhảy xuống. Sau khi trốn thoát thành công, Gabriel đưa hai người lên một con tàu cướp biển. Sáng hôm sau, họ đến một thị trấn nhỏ. Nhưng đây không phải là điểm đến. Gabriel thổi ra một đám bụi ma thuật. Một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện trước mặt họ. Sau đó ba người đi qua cổng dịch chuyển. Ngay giây sau đã ở trên đường phố Paris. Khi trở lại căn hộ của Gabriel, họ mới phát hiện ra nơi đây đã bị lục tung. Mà thứ quý giá nhất của anh cũng đã bị lấy đi. Nhưng để tìm được cánh cổng dịch chuyển tiếp theo phải tìm thấy thứ đó. Sau đó, họ đến một quán bar dò la thông tin. Quả nhiên đã tìm được thông tin về thứ đó ở đây. Nhưng ngay khi họ đi tìm kiếm thứ đó, đã bị cảnh sát địa phương theo dõi. Lúc này, anh bảo Nathan và Annalise trốn trước. Còn anh thì bị họ bắt giữ. Hai người trốn thoát đến quán bar để tìm bạn của Gabriel nhờ giúp đỡ. Vì vậy, họ giả mạo luật sư đến đồn cảnh sát gặp Gabriel đã bị bắt. Trong lúc trò chuyện, anh dùng phép khống chế đánh ngất hai cảnh sát. Mấy người trốn thoát thành công trở lại quán bar ăn mừng. Cũng vào lúc này biết được cánh cổng dịch chuyển đến chỗ ở của Mercury, thì ra lại nằm ngay dưới quán bar. Còn thứ mà Gabriel tìm kiếm trước đây chỉ là một quyển sách thiếu nhi. Hai người bị lừa gạt liên tục phàn nàn về Gabriel. Tuy nhiên vô tình tiết lộ thân phận của Nathan. Khi mọi người trong quán bar biết được Nathan là con trai của thủ lĩnh, họ đột nhiên thay đổi thái độ. Còn Gabriel bất ngờ tuyên bố không tham gia vào phi vụ này nữa và họ rời khỏi quán bar. Hóa ra họ cũng biết về lời tiên tri, cho rằng Nathan sẽ giết cha mình. Vì vậy, mọi người trong quán bar bắt đầu tấn công họ. Trong lúc hoảng loạn, hai người trốn vào nhà kho. Gabriel đã rời đi trước đó, suy nghĩ một hồi rồi quay lại quán bar. Anh lấy ra một chai thuốc ma thuật, rồi ném thẳng vào đám đông, muốn lợi dụng hạn chế tầm nhìn để tấn công bất ngờ. Nhưng đáng tiếc là đối phương quá đông, anh vẫn bị đối phương khống chế. Còn Nathan trong kho đột nhiên phát hiện ra, cánh cổng dịch chuyển mà họ đang tìm kiếm lại ngay trước mắt. Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng của Gabriel. Sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định ra ngoài cứu Gabriel. Cũng vì vậy, đã bỏ lỡ cơ hội đi qua cánh cổng dịch chuyển. Ông chủ quán bar cầm súng chặn cửa kho. Bất đắc dĩ, họ đành chạy ra khỏi quán bar. Bây giờ không thể đi qua cổng dịch chuyển để tìm Mercury. Gabriel đành phải đi đường vòng. Nhưng con đường này khá nguy hiểm. Dân địa phương rất hận người ngoại lai. Vì vậy, họ nhất định phải cẩn thận. Nhưng vừa mới bước qua biên giới thì bị phát hiện. Những kẻ xâm nhập trái phép lãnh thổ đáng lẽ phải bị xử tử. Nhưng vì Gabriel là một phù thủy hắc ám, nên dân bản địa chỉ định trục xuất họ. Nhưng khi họ biết cha của Nathan là Marcus, các trưởng lão của gia tộc họ đã xuất hiện, buộc họ ở lại tham dự bữa tiệc vào ngày mai. Buổi tối khi ăn tối, các trưởng lão đã tiết lộ bí mật về phù thủy hắc ám. Hóa ra một vài phù thủy hắc ám sẽ thức tỉnh một số năng lực đặc biệt. Họ có thể ăn tim của người khác để lấy được phép thuật của họ. Lý do cha của Nathan, Marcus săn lùng các phù thủy Febon là vì các phù thủy Febon ghen tị với năng lực của họ và đã phục kích một nhóm phù thủy Febon để tiêu diệt Marcus. Thậm chí còn tuyên truyền rằng những kẻ có năng lực này là ác quỷ. Các trưởng lão ở đây cũng có năng lực này. Bà ta sở hữu hơn 100 loại phép thuật. Tất cả đều là từ những người trong gia tộc sau khi chất truyền lại cho bà. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cha của Annalise, Sol, tra tấn cướp biển.
cũng đã nắm được tung tích của họ và đang trên đường đến. Ngày hôm sau, nghi lễ bắt đầu, họ dẫn một phù thủy Febon lên. Mà phù thủy Febon này trước đây đã xâm nhập sát hại một vài đồng đội của họ. Vì vậy, hôm nay họ sẽ hành quyết hắn. Họ nhốt phù thủy này vào một cái lồng kỳ lạ. Sau đó, trưởng lão bắt đầu đọc thần chú. Lồng gỗ lúc này bắt đầu nhanh chóng co lại. Cuối cùng, nó hút cạn máu của phù thủy Febon. Lúc này, trưởng lão tiến lên lấy tim của hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi nghi lễ kết thúc, Annalise vẫn không thể chấp nhận được. Cũng vào lúc này, Nathan đột nhiên ngã quỵ. Trưởng lão cũng đến bên cạnh anh. Bà nhận ra ngay dấu ấn bùa chú trên người Nathan. Còn nói dấu ấn này là một loại bùa chú ký sinh, dùng để đánh cắp phép thuật của phù thủy. Sau đó, bà bảo cháu gái đi lấy thuốc. Nhưng chưa được bao lâu, cháu gái cũng không tìm thấy thuốc đâu. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hóa ra giáo quan trước đây của Nathan đã truy đến đây, yêu cầu họ giao nộp Nathan và Annalise, nếu không sẽ sử dụng vũ lực. Khi trưởng lão thấy đối phương dám đe dọa mình, bà lập tức đuổi họ ra ngoài. Khi mọi người chuẩn bị cùng nhau ra ngoài chống lại kẻ thù, cháu gái đột nhiên rút dao đâm vào ngực tộc trưởng. Lúc này, một dân làng muốn bắn chết cháu gái, nhưng ông nội cô bé đã đẩy ra. Và cũng chính phát súng này khiến đám phù thủy Febon bên ngoài bắt đầu bắn bừa bãi vào phòng. Nhiều người trong gia tộc đã chết ngay tại chỗ. Còn cô bé trước đó lại bò đến bên cạnh Nathan, lợi dụng lúc anh bất động, trực tiếp cắt mất một ngón tay của anh. Hóa ra cô bé này là chị gái của Nathan biến thành. Cùng lúc đó, một phù thủy Febon xông vào, bắn thẳng vào đầu trưởng lão. Trong lúc nguy cấp, Annalise lại dùng sức mạnh, phân rã tên phù thủy Febon này. Chị gái của Nathan sau khi thấy cảnh này cũng chỉ đành rút lui. Để bảo toàn mạng sống, họ mở cửa bí mật chuẩn bị trốn thoát. Nhưng cuối cùng chỉ có 4 người trốn thoát được. Gia tộc Hắc Ám trước đó chỉ có một cô gái trốn thoát được. Khi họ chuẩn bị lên thuyền trốn thoát, nữ giáo quan đã đuổi đến. Nhưng cô không đến để truy sát họ mà đến giúp đỡ họ. Còn phía hội phù thủy Febon, Sơn đã có ngón tay đứt của Nathan không tiếp tục truy sát nữa, còn nói rằng họ sắp thành công rồi. Ngày hôm sau, họ đến một công viên giải trí. Lúc này, đội trưởng đã sử dụng năng lực của mình. Anh quỳ xuống và đọc thần chú. Sau đó, tất cả mọi người trong công viên giải trí đều bị đóng băng, không thể cử động. Đội trưởng không muốn sát hại người vô tội. Còn hội trưởng Sơn dường như có kế hoạch khác. Ông bảo đội trưởng canh gác nơi đây, còn bản thân cần hoàn thành nghi thức tiếp theo. Lúc này, đội trưởng biết được một trong những phù thủy hắc ám mà họ bắt được hôm qua. Có một cậu bé sinh nhật 17 tuổi vào hôm nay. Vì vậy, anh chuẩn bị đưa ông nội cậu bé đến hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Nhưng khi cậu bé uống máu của ông nội, lại bắt đầu co giật dữ dội. Lúc này cậu bé mới nhận ra, người ông trước mặt hóa ra là chị gái của Nathan. Hóa ra chị gái rảnh rỗi, muốn thử xem liệu khi biến hình, máu có thay đổi theo hay không. Nhìn biểu cảm đau đớn của cậu bé rõ ràng là không thể. Cùng lúc đó, cô gái trốn thoát cùng Nathan cũng co giật toàn thân. Hóa ra cô gái và cậu bé kia là sinh đôi. Chỉ cần một người hoàn thành nghi thức thức tỉnh, người kia cũng sẽ có phản ứng tương tự. Đội trưởng đang tuần tra bên ngoài, bỗng phát hiện ra thi thể của ông nội. Cũng nhận ra ngay có chuyện không ổn. Khi quay lại công viên mới phát hiện ra cậu bé đã chết. Chị gái của Nathan lại tỏ ra không quan tâm, còn nói đội trưởng đã đến quá muộn. Nathan nhìn cô gái đã chết, không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. Anh lao tới chút hết sự tức giận lên người nữ giáo quan. Bởi vì chỉ mới hôm qua, cô còn hứa hội Febon sẽ giúp họ hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Nhưng đối thủ dù sao cũng là thầy giáo trước đây của anh. Rất nhanh anh đã bị đánh bại. Nathan tức giận đến mức rút súng định bắn giáo quan. Annalise thấy vậy lại sử dụng năng lực trực tiếp phân rã khẩu súng. Cuối cùng Nathan đành phải từ bỏ. Anh một mình đi vào khu rừng, Annalise cũng đi theo. Nhưng được một lúc, Nathan lại đột nhiên ngất đi. Hóa ra Sơn đã sử dụng ngón tay đứt của Nathan để hoàn thành câu thần chú cuối cùng. Sơn cũng ngất đi, lúc này hai người cũng bắt đầu chia sẻ ký ức. Cũng khiến Nathan nhìn thấy sự thật của nhiều chuyện. Hóa ra cha anh không phải là kẻ giết người vô cớ. Ban đầu Marcus cũng là người đề xuất ngừng chiến sống hòa bình. Hai bên đồng ý đàm phán, nhưng vào ngày đàm phán, lãnh đạo hội phù thủy Febon lại tỏ ra hống hách, còn liên tục sỉ nhục hội phù thủy hắc ám. Vì vậy Marcus mới ra tay sát hại hội phù thủy Febon. Và anh cũng nhìn thấy mẹ mình không phải tự sát, mà là do hội phù thủy Febon làm. Khi những ký ức trong đầu nhanh chóng lướt qua, dấu hiệu sinh tồn của Nathan cũng bắt đầu dần suy yếu. Lúc này, giáo quan đột nhiên nhớ đến năng lực của Annalise. Vì vậy, bảo Annalise sử dụng năng lực để phá hủy ma thuật trong cơ thể Nathan. Nhưng Annalise cho rằng bản thân không thể kiểm soát hoàn toàn ma thuật của mình nên có chút lo lắng. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của giáo quan, cô đã thành công lấy ma thuật trong cơ thể Nathan ra, Nathan cũng tỉnh lại. Bên kia, hội trưởng Sơn cũng tỉnh dậy. Ban đầu ông tưởng rằng ma thuật đã thất bại, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng tim đập xung quanh. Đây chính là năng lực mà ông luôn mơ ước. Giờ ông đã có năng lực giống như cha của Nathan, chỉ cần ăn tim của người khác là có thể lấy đi ma thuật của họ. Sau khi có được năng lực này, Sơn lại nhắm đến đồng đội của mình. Đội trưởng cũng bị ông bắt lại. Để thể hiện sức mạnh của bản thân, ông đọc tên đồng đội.
đồng thời sử dụng ma thuật mà họ từng có. Những món quà tuyệt vời đã dâng hiến cho mục đích vĩ đại hơn. Thấy cảnh này, đội trưởng cũng hiểu ra ngay. Các đồng đội đã bị sát hại toàn bộ. Sau đó, Son không chút do dự giết luôn cả đội trưởng, rồi ăn tim, lấy hết năng lực của anh. Cùng lúc đó, Annalis cùng giáo quan nhân lúc Nathan đang ngủ, chọn cách bỏ đi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Annalis không hiểu cách làm của cha mình. Cô quyết định quay về khuyên nhủ cha. Sau khi tỉnh dậy, Nathan phát hiện Annalis đã bỏ đi, anh muốn đuổi theo. Nhưng lại bị Gabriel ngăn lại. Bởi vì còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của anh. Việc cấp bách nhất hiện giờ là đi tìm Mercury để hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Sau đó, hai người đến một nhà máy. Tiếp theo, Gabriel bắt đầu pha chế thuốc ma thuật. Khói trắng từ từ bay lên, bất ngờ bị một tấm bản đồ hút vào. Lúc này, bản đồ đã đánh dấu tất cả các cổng dịch chuyển. Khi hai người chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động. Nathan vội vàng trốn, Gabriel ra ngoài xem xét tình hình. Hóa ra là một phù thủy Febon đã tìm đến đây. Lúc này, Nathan cầm lấy dụng cụ, trực tiếp từ phía sau đánh vào đầu hắn. Lúc này Gabriel muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Gã phù thủy gục xuống ngay tại chỗ. Trong giây phút hắn hấp hối, liền nói với Nathan rằng chị gái anh muốn hại Annalis, mà hắn đến đây là để nói với Annalis đừng đến gặp cha cô. Nói xong, gã phù thủy tắt thở. Hóa ra hắn là phù thủy Febon duy nhất trốn thoát. Nathan vô cùng hối hận vì đã vô tình giết người tốt, cộng thêm việc Annalis đang gặp nguy hiểm. Nathan muốn đi cứu cô, nhưng họ chỉ còn một ngày. Gabriel lôi anh đến trước cổng dịch chuyển, sau đó thổi bụi ma thuật ra. Cổng dịch chuyển cũng xuất hiện, nhưng lúc này Nathan lại đẩy Gabriel vào cổng dịch chuyển. Anh vẫn chọn đi cứu Annalis trước. Annalis và giáo quan cũng bị tấn công trên đường về. Nhóm phù thủy hắc ám ở quán bar trước đây đã phát hiện ra họ. Giáo quan để bảo vệ Annalis bắt cô lái xe bỏ chạy. Bản thân cô để phù thủy hắc ám bắt. Nhưng giáo quan rất mạnh dù bị bắn nhiều mũi tên, vẫn dễ dàng đối phó với vài tên phù thủy hắc ám. Cùng lúc đó, Gabriel cũng đã đến biệt thự của Mercury. Anh cẩn thận lẻn vào, thoăn thoắt mở nhiều cơ quan mật, rồi thành công tìm thấy tủ lạnh lưu trữ máu. Nhưng kỳ lạ là tất cả mẫu máu ở đó, duy nhất không có máu của gia tộc Nathan. Lúc này, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện sau lưng. Hóa ra đó là phù thủy hắc ám tối thượng Mercury. Còn máu của gia tộc Nathan nằm trong tay bà ấy. Bà chất vấn Gabriel tại sao không đưa Nathan đến. Ban đầu muốn dùng nó để điều khiển Nathan, nhưng không ngờ lại xảy ra sơ suất như vậy. Bà giả vờ đưa máu cho Gabriel, nhưng nhân lúc anh không để ý, thổi ra bụi ma thuật. Gabriel chúng chiêu đột nhiên mất trí nhớ, cũng quên tất cả mọi chuyện về Nathan. Hoang mang nhìn chằm chằm vào máu trong tay. Sau đó bà lại cất máu về chỗ cũ. Sau khi về phòng, Gabriel vẫn luôn cảm thấy bản thân còn có việc rất quan trọng chưa làm. Vô tình anh mở cuốn sách thiếu nhi quý giá của mình, nhìn vào những cái tên được viết trong sách. Bỗng một vài hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. Khi nhìn thấy tên Nathan, anh mới nhớ lại tất cả mọi chuyện, nên anh định đột nhập vào mật thất một lần nữa. Nhưng thử nhiều lần đều sai mật khẩu. Lúc này, một cậu bé đi ra, nói mật khẩu đã được Mercury thay đổi. Sau đó còn nói ra mật khẩu chính xác. Tôi sẽ về nhà với mẹ. Lúc này cửa mật thất mở ra. Gabriel cũng thành công lấy được máu của gia tộc Nathan. Sau khi ra ngoài, cậu bé còn nói với anh, dưới giường anh là một cổng dịch chuyển. Khi anh chuẩn bị rời đi, Mercury cũng đột nhiên xuất hiện. Nhìn Gabriel kiên quyết muốn rời đi, bà vô cùng tức giận, trực tiếp hiện nguyên hình muốn giết anh. Cũng may Gabriel đã biết trước vị trí cổng dịch chuyển, thoát ra bằng cổng dịch chuyển dưới giường. Bên kia, Annalis một mình đến tìm cha. Khi nhìn thấy con gái, ông lại vô cùng tức giận, còn nói cô không nên đến đây. Bỗng nhiên từ bên ngoài tiếng hú sói vang lên, xem ra Marcus cũng đã đến gần đây. Lúc này, chị gái của Nathan lại đưa ra đề xuất với Son. Annalis sở hữu ma thuật hủy diệt mạnh mẽ. Chỉ cần ông ta có được sức mạnh của Annalis, chắc chắn có thể đánh bại Marcus. Ngược lại, nếu để Marcus lấy đi sức mạnh của cô, vậy thì không ai có thể ngăn cản ông ấy. Lúc này, ánh mắt của Son cũng thực sự thay đổi. Annalis cũng nhận ra cha mình để có được sức mạnh, giờ đây đã bất chấp mọi thủ đoạn. Bỗng nhiên, đám phù thủy hắc ám bên ngoài bất ngờ tấn công. Annalis cũng nhân cơ hội này, thoát khỏi chị gái đang khống chế chạy ra ngoài. Đám phù thủy Febon và phù thủy hắc ám bắt đầu giao chiến. Bên ngoài lâu đài có đôi phù thủy hắc ám có khả năng triệu hồi vong linh. Chúng đánh thức toàn bộ linh hồn của các phù thủy đã chết trong lâu đài, cũng khiến Son, vốn đã bị hắc hóa, nghe thấy nhiều âm thanh xung quanh. Cảnh tượng 20 năm trước lại hiện ra, khiến ông vốn đã bị hắc hóa hoàn toàn càng điên cuồng hơn. Chị gái của Nathan thì đuổi theo Annalis, nhờ am hiểu địa hình, nhanh chóng tìm thấy Annalis đang trốn. Khuyên Annalis mọi việc cô ta làm đều là vì toàn bộ gia tộc phù thủy Febon bắt cô phải chịu trói. Nhưng lần này Annalis không chịu khoanh tay chịu trói. Cô dũng cảm đối mặt với kẻ thù, định sử dụng năng lực của bản thân. Nhưng chị gái lại cho rằng cô không thể kiểm soát được sức mạnh này. Nhưng cô ta không ngờ tới, sau khi trải qua những chuyện này, Annalis đã trưởng thành, dễ dàng khống chế được chị gái.
khi cô ta sắp bị xé nát hoàn toàn. Chị gái đột nhiên biến thành mẹ của Annalise, khiến Annalise không nỡ ra tay. Cuối cùng vẫn chọn tha mạng cho cô ta. Cùng lúc đó, Gabriel cầm máu cũng tìm thấy Nathan. Anh vô cùng tức giận vì Nathan lại làm chuyện liều lĩnh như vậy. Bỗng nhiên một tên phù thủy Febon tấn công bất ngờ. Đúng lúc bắn trúng ngực Gabriel. Thấy máu trên ngực anh, Nathan tưởng Gabriel sắp chết. Nhưng sau khi kiểm tra mới phát hiện ra, viên đạn vừa nãy không bắn trúng anh, mà lại làm vỡ máu anh mang đến. Mọi nỗ lực trước đây đều tan thành mây khói, đều khiến cả hai đều vô cùng buồn bã. Bên kia, nữ giáo quan cũng đến lâu đài. Thấy Sol đã trở nên điên cuồng, quyết định ngăn chặn con quỷ này. Nhưng đối phương đã sở hữu nhiều năng lực, sao có thể là đối thủ của Sol? Khi một nhóm phù thủy hắc ám xông vào, chỉ thấy Sol đang hút máu của nữ giáo quan. Sol đã sở hữu sức mạnh của ác quỷ, nhẫn tâm sát hại tất cả những kẻ xâm nhập. Mặc dù đã biến thành ác quỷ, ông vẫn nghĩ về lời tiên tri của nữ phù thủy. Ông đi ra ngoài quyết định tìm Nathan để đánh bại Marcus. Bây giờ trời đã sáng, nay cũng là sinh nhật lần thứ 17 của Nathan. Nếu anh không uống được máu của người thân, kiểu gì cũng chết. Khi Annalise tìm thấy anh, định đưa anh đi tìm chị gái. Nhưng phát hiện ra chị gái đã bỏ trốn. Bây giờ hy vọng cuối cùng chỉ còn là cha của Nathan, Marcus. Vì vậy ba người họ đi về phía khu rừng. Nhưng khi vào rừng họ lại gặp cha của Annalise, John. Annalise và Gabriel bị trúng phép thuật bất động. Ông quyết định giết Nathan trước. Lúc này Nathan chỉ đành vội vàng chạy trốn. Bỗng một làn sương mù trắng bao phủ cả khu rừng. Sol cũng bị lạc trong sương mù. Lúc này, cha của Nathan, Marcus, đến bên cạnh anh. Hóa ra sương mù này là do ông ấy tạo ra. Marcus không quan tâm đến lời tiên tri sẽ giết chết chính mình, mà chủ động cho Nathan uống máu của mình, hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Sau đó, Marcus nói một câu kỳ lạ. Món quà đầu tiên là mạng sống của bản thân con. Nói xong liền quay người bỏ đi. Vì lo lắng cho sự an toàn của Annalise và Gabriel, Nathan cầm dao quay lại, nhưng lại tình cờ gặp Sol đang tìm kiếm mình. Nathan vừa hoàn thành nghi thức nhưng sức mạnh chưa thức tỉnh, chỉ đành bị đánh cho chạy trốn tán loạn. Nhưng kỹ năng chiến đấu của Nathan không hề tệ. Anh lợi dụng lúc đối phương nói chuyện, lén lút đâm một dao từ phía sau. Cũng chính nhát dao này gỡ bùa bất động cho bọn Annalise. Nhưng nhát dao này không thể kết liễu Sol. Khi ông tung ra quả cầu lửa chuẩn bị ném về phía Nathan, Annalise sử dụng năng lực tiêu diệt cha mình ngay tại chỗ. Đến lúc này họ mới hiểu được ý nghĩa thực sự của lời tiên tri. Ba người cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng ngay lúc này, Nathan đột nhiên cảm thấy ham muốn mãnh liệt với trái tim trên mặt đất. Cùng lúc đó, cô chị đã trốn thoát đột nhiên phát hiện ra trước mặt xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển. Khi cô bước vào lại đến biệt thự của Mercury, hóa ra trận chiến vừa rồi giữa cô chị và Annalise khiến cô không thể dùng phép biến hình nữa. Bà sửa được năng lực của tôi chứ? Không đâu, cô gái. Nhưng tôi có thể trả thù những kẻ đã làm hỏng nó.